Những ngày qua, lực lượng công an tỉnh Bạc Liêu không chỉ căng mình để phòng chống dịch bệnh COVID-19 mà còn đảm bảo giữ vững tình hình trật tự an ninh trên địa bàn, bảo vệ cuộc sống bình yên cho người dân. Bằng chứng là nhiều vụ trộm cắp tài sản trong mùa dịch được lực lượng công an tỉnh Bạc Liêu nhanh chóng điều tra, xác minh và bắt giữ đối tượng, trả lại tài sản cho bị hại. Đây là nhóm thanh niên vừa được công an thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu mời lên làm việc vì có liên quan đến một vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn. Trước đó, trong quá trình tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự, lực lượng phát hiện hai thanh niên đang điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra. Lúc này, hai thanh niên không xuất trình được giấy tờ xe nên được mời về cơ quan công an làm việc. Tại cơ quan công an, hai thanh niên khai nhận chiếc xe mà cả hai sử dụng là tài sản do một đối tượng khác trộm được. Thời gian qua thì lợi dụng cái tình hình giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh COVID-19 thì một số đối tượng đã lợi dụng để thực hiện các cái vụ trộm cắp tài sản gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Thì phương thức thủ đoạn của đối tượng này thì lợi dụng các cái cơ sở kinh doanh như quán ăn, quán cà phê, karaoke hoặc các cái cửa hàng buôn bán khác, cũng như là người dân là quê tránh dịch, không có người trông coi, thì các đối tượng này đã đột nhập và lấy trộm tài sản có giá trị. Từ tháng 7 đến nay, công an tỉnh Bạc Liêu đã điều tra 49 vụ trộm cắp tài sản liên quan đến 40 đối tượng. Ngoài việc đấu tranh xử lý các đối tượng này, lực lượng công an các cấp trong tỉnh còn đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức cho người dân, vừa thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, vừa đảm bảo tài sản cho gia đình và những người xung quanh. Thì lực lượng cảnh sát hình sự đã kết hợp với tổ 28, lực lượng cảnh sát cơ động tuần tra 24/24 để khép kín cái địa bàn. Thì đồng thời thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ với các cái chốt phòng chống dịch. Khi phát hiện đối tượng có biểu nghi vấn trộm cắp thì kịp thời phát hiện đấu tranh xử lý. Trước những thủ đoạn liều lĩnh của các đối tượng trộm cắp tài sản, đặc biệt là trong mùa dịch bệnh như hiện nay, ngoài sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an, mọi người dân cần có biện pháp phù hợp để bảo vệ tài sản của mình, không tạo điều kiện để các đối tượng có thể ra tay thực hiện hành vi trộm cắp, góp phần đảm bảo tốt an ninh trật tự trên địa bàn.